Đây đây đây, xem mình đây, xem mình đây. Ôi trời, công nhận luôn á, em chưa bao giờ đi làm trong cái tâm thế mà có người chu đáo như vậy được luôn á. Ủa chứ bình thường Tấm Hậu Nhiên không có chu đáo được gì với em hả? Không, Tấm Hậu Nhiên thường là em đi làm thì anh sẽ ở nhà chăm em bé nữa. Rồi rước con, giờ này là giờ con đi học về cho nên phải đi rước con. Vậy thì yên tâm, hôm nay diễn viên Trà Ngọc sẽ được phục vụ từ A cho đến Z bởi anh tài xế đáng yêu dễ thương MC Hoàng Rapper của chương trình Sao Đi Làm. Lời nói đầu tiên, Trà Ngọc xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Sao Đi Làm. Hài hước, vui nhộn, đó là hình ảnh mà Trà Ngọc gây ấn tượng cho khán giả. Trà Ngọc được biết đến thông qua những vở kịch tại sân khấu. Năm 2016, cô tham gia chương trình Cười Xuyên Việt. Hiện tại, cô đang tham gia một số vở diễn như Sắc Màu, Hãy Yêu Nhau Đi, v.v. Bên cạnh đó, Trà Ngọc còn tham gia một số dự án phim như Tết Này Có Má Có Ba, Mộ Sau Nhà, Chuyến Tàu Lao, Lạ Đời Con Tắm. Bên cạnh đó, Trà Ngọc còn được biết đến với cuộc hôn nhân đẹp với chồng là Tống Hạo Nhiên. Vậy trong chuyến xe đi làm hôm nay, Trà Ngọc sẽ chia sẻ điều gì về chuyện nghề cũng như những câu chuyện cuộc sống của cô ấy? Hãy cùng theo dõi Sao Đi Làm ngay sau đây. Ngày hôm nay thì Ngọc được một cái đặc ân từ chương trình. Đặc ân từ chương trình. Đặc ân. Đúng rồi, một anh taxi công nghệ mà vừa đẹp trai mà vừa hát hay, rồi lên tới tận nhà xách đồ cho mình nữa. Mọi người quá chu đáo, chúc em bữa tiền tiếp nha. Chúc em bữa tiền tiếp nha. Dạ, dạ, đánh giá 5 sao là được rồi. Nhiệm vụ của Hoàng Rapper sẽ chở Trà Ngọc đi bất cứ nơi đâu mà cô ấy muốn, miễn sao phục vụ thật tốt công việc của mình. Trời ơi, mừng quá anh ơi, em đang có kế hoạch đi về thăm ba mẹ dưới quê. Bây giờ anh chở em đi về quê đi. Ủa, hai hành trình hay gì? Nói chung là anh đi nội ô thôi đúng không? Chứ bây giờ là đi ngoại ô là anh không có kịp đi đúng không? Đúng rồi. Nói giỡn thôi chứ thật ra tối ngày hôm nay em có một cái lịch diễn sân khấu. Ồ vậy hả? Dạ, thì bây giờ anh em mình sẽ đi tới cái sân khấu của chỗ em diễn. Sân khấu nào vậy? Dạ, sân khấu IDCAP. IDCAP quá nổi tiếng luôn. Dạ. Đường Lê Anh Tôn. Dạ đúng rồi. Vở gì vậy? Hôm nay sẽ diễn vở Hãy Yêu Nhau Đi. Hãy Yêu Nhau Đi. Dạ, bây giờ mình hãy lên xe đi. Hãy lên xe đi. Dạ. Dạ, mời quý khách. Quá chu đáo luôn. Đợi xíu, trời ơi. Ủa? Trời ơi. Trời ơi, cửa mở đứng luôn nè mọi người ơi. Hết hồn hết vía luôn. Một lời chúc cho quý khách luôn cất cánh bay cao, bay xa, bay mãi. Dạ dạ, vậy em vô nha. Dạ vô đi ạ. Trời ơi, quá đã mọi người ơi. Rồi, chúng ta xuất phát thôi. Này, có chị Google dẫn đường là yên tâm hết. À, sân khấu em dễ mà, sân khấu em đường đi dễ ợt à. Ừ. Thôi, anh có ngoài có chị Google, anh còn có chị gọi là Gu Te nữa. Gu Te là gì? Là cái bánh. Em ngồi đây em chỉ đường cho anh nè. Chết quên. Thì đó. Nãy giờ đáng lẽ phải làm một cái thủ tục trước khi lên xe. Thủ tục gì vậy? Quên mà bữa nay tự nhiên Trà Ngọc đẹp quá là đâm quên. Trời ơi, đẹp đâu, tại cái này diễn sân khấu đó nó phải đậm đà. Hồi nãy giờ quên giải thích với quý khán giả là tối nay á em diễn sân khấu, cho nên bình thường mọi người sẽ thấy Trà Ngọc sẽ đơn giản hơn xíu và cái mặt á gọi là mang tính nam tính hơn xíu, còn khi mà em diễn sân khấu thì em sẽ gọi là quá trang hơi kỹ lưỡng và nét, tại vì mọi người như mọi người đã biết á, tại vì cái sân khấu nó sẽ xa khán giả. Cho nên mình phải làm kỹ một xíu. Biết sao không? Sao đi làm trước khi lên xe khách là phải kiểm tra hành lý. Trời ơi. Coi có mang cái gì không đúng quy định không? Đúng rồi. Cái gì để hủy chuyến không có gì hết. Ủa, alo. Không, em không có mang chồng con theo, đồ diễn không à? Không, cái túi em á. À, cái này hả? Ừ, tầm. Vậy thì dễ thôi. À, em thấy nam diễn viên hoặc là anh Hoàng cũng làm trong nghề, anh Hoàng biết đúng không, nghệ sĩ. Thường nghệ sĩ nam thì cái vỏ của họ sẽ cố định hơn. Cố định hơn. Đúng không? Đúng. Tức là thường là sẽ xài, tại vì chồng em cũng là ca sĩ em biết. Thế là mình xài một cái vỏ, rồi cái mình xách chỗ này chỗ kia chỗ nọ, làm một cái vỏ đó cho nó tiện. Đúng rồi. Còn nữ là không nha. Vậy hả? À, tụi em là mỗi ngày mỗi vỏ là cái thứ nhất. Đúng còn, rồi. À, đi diễn sân khấu vỏ khác nha, còn đi quay phim là vỏ khác rồi này nọ, các kiểu. Chịu dễ quên đồ lắm nha. Đúng, mà mỗi lần mà kiếm đồ là ngáo luôn á. Vậy bữa nay có mang đủ đồ không vậy? Cái này không, cái này là cái vỏ này là tối hôm nay em sử dụng nó làm đạo cụ luôn. À, đạo cụ. À đúng rồi, cái vỏ này là xuất hiện ở trong vở diễn tối nay luôn, cho nên em xách nó luôn, khỏi mất công quên. Xách hai cái là tối thế nào cũng quên. Vậy là trong này là có đồ cá nhân của em. Đúng rồi, trong này thì có một cái không thể thiếu đó là điện thoại. Điện thoại. Lúc nào cũng có hết. Rồi. Điện thoại. Cái thứ hai là ngoài cái điện thoại để thông tin liên lạc ra, chúng ta còn có một cái gọi là phương tiện để chúng ta có thể ăn uống rồi mua sắm rồi chi tiêu tất cả các khoản, đó là bóp tiền. Bóp tiền. Cái bóp này là Tấm Hậu Nhiên tặng. Ừ. Cái này thật ra nó là cái ví visa á. Uh-huh. Dạ, cái bát rừng bát bo đó, nhưng mà em là dạng độc lạ Bình Dương rồi đó. Em là sử dụng cái gì tiện là em xài thôi chứ không có mặc định nó là cái gì hết. Bình thường em đi á, thường là em sẽ đi làm bằng xe máy. Em ít khi đi xe ô tô lắm. Ô tô là ưu tiên để đi rước em bé đi học về, hoặc là anh Nhiên tối có đi công việc gì sẽ đi. Cho nên là diễn sân khấu thì em ở chỗ cố định đó thôi, cho nên đi xe máy thì em sẽ hạn chế cái tiếng ồn bên ngoài để mình tập trung, mình feel, mình sẽ thường có những cái cảm xúc trước vở diễn á, là mình sẽ tập trung mình hồi nuôi cảm xúc. Đúng rồi, nuôi cảm xúc, chính xác
nuôi cảm xúc, nuôi tâm lý bằng một cái AirPods đây. Là em đang nghe. Em nghe nhạc chứ không nghe tuồng nha. Thường trước giờ vậy em sẽ không ôn nữa mà em sẽ để mình tâm trạng thoải mái để gì feel hơn. Rồi. Nhưng mà lái xe rồi hạn chế cũng nguy hiểm. Không. À trợ lý chở, trợ lý chở em lúc nào em ngồi sau em nghe. Vậy được. Đúng vậy rồi, được. Chứ em không có nghe trời ơi tham gia giao thông mà. Tiếp theo nữa là một cái kiến, cái gương. Cái gương này hay lắm nha. Anh nhìn nè, khoe. Trời chiếu yêu hả? Đúng rồi. Bây giờ anh nhìn nhỏ đúng không? Lật cái bề này lên cái mặt bự trần nhân liền. Không phải chiếu yêu, mà cái này là để zoom cận. Để zoom cận bản thân. Gương xong thì phải có lượt. Một cái nữa là tránh để cho những cái trường hợp mà chúng ta cấp bách mà không để gương mặt nhợt nhạt, đó chính là show ăn. Show ăn. Các loại show ăn luôn. Tại bữa nay môi hơi nhạt quá. Diễn sân khấu xong thì có những cái buổi ăn uống nhẹ nhẹ với anh em. Hoặc là đi cà phê và pháo để bàn công việc mà sau đó. Quá trang như vậy thì bình thường nhưng mà có những cái quá trang đặc biệt á. Giống như là kiểu em diễn xong vỡ nhiều khi mặt em bên đây bầm hoặc là phải quá trang bên đây cục đen rồi má hồng hơi lố đó. Thì phải có một cái là chữa cháy liền đó là tẩy trang. Tẩy trang. Lúc nào cũng phải có trong giỏ em. Rất để đúng rồi, để tránh cái trường hợp mình xuất hiện ở những nơi công cộng với gương mặt đặc biệt. Rồi cái này là cái đồ để phòng chân tóc. Anh chắc ít gặp này, đàn ông chắc ít gặp này. Không biết này luôn. Tại là mấy bạn tóc dài là thường cái tóc nó sẽ bị gì xuống đó. Nó xẹp tới chân tóc, đúng rồi. Thì em sẽ sử dụng mấy cái này để làm phòng, đúng rồi. Trong cái lúc mà anh ngồi trên xe thì nó sẽ giữ chân tóc anh cao lên rồi hồi anh tới chỗ anh gỡ ra là nó bùng bề. Mời em, thoải mái nha. Giờ được xài luôn hả anh? Thoải mái em ơi, trời xe nhà mà em ơi. Quá. Nãy giờ em tính không xài mà được mở chủ mở lời rồi cái em mở cờ trong bụng luôn. Với lại cái bóp của em còn một cái điều khá là đặc biệt nữa, đó chính là 4 tờ vé số em chưa dò. Bây giờ anh em mình dò vé số này mà trúng thì anh em mình lái đi luôn. Chứ mình không có cần đi tham gia chương trình tiếp nữa. Tại vì mình bận đi đóng thuế đồ này nọ lu bu công chuyện nữa. Dạ, ngày mấy đời nào ạ? Bây giờ, ủa là quyết định dò công khai luôn hả anh? Chứ làm sao nữa. Quý khách cho xin hai số đuôi. Trời ơi hồi hộp quá. 57. Rồi. Biết sao không? Giải cuối cùng hiện ra 54. Một cơ hội đã qua đi. Cái số của em nó không dính đâu vào đâu luôn á mọi người. Nhưng mà mình phải nghĩ tới một điều tích cực, đó là lúc em mua những tờ vé số này em đã giúp được cho một người. Đúng rồi. Tại vì thường á em sẽ lựa chọn mua vé số của những người già. Rồi em cảm thấy là họ cần được giúp nhiều hơn những bạn trẻ khác. Thì em sẽ giúp người già trước vậy đó. Hành lý của quý khách là rất là hợp lệ. Hợp lệ luôn. Quá trời. Không còn có gì thông điệp ý nghĩa. Không có gì phạm luật hết. Quá tuyệt vời. Lên xe thì chúng ta sẽ có những cái thủ tục khác nữa. Đó là thủ tục Need or Dad. Đây. Đâu rồi. Trời ơi, sao cái chuyến xe này nó có gài cắm nhiều cái gọi là chương trình cái gì đó, người ta gọi là gì ta? Cài cắm nhiều cái chuyên mục quá nên nè. Lên nãy giờ thấy chưa có dọn cơm tắm đồ ăn nè. Không, hả? Có ăn uống gì không? Em biết không? Em thấy rồi set up đồ này nọ này. Dạ, nó mùi lắm quý khách. Mà trước khi diễn em có ăn không? Trước khi diễn thì thường em sẽ uống đủ nhẹ thôi chứ không ăn. Tại vì ăn chút nữa lên sân khấu mình diễn á, cái cảm giác của mình là no á. Em không biết các diễn viên khác sao nha. Mà riêng em á, mỗi lần em no thì em sẽ khó lấy tâm lý hơn. Đi rồi đát nha. Bi kịch hay hài kịch? Hài kịch. Tại sao? Tại vì thường là mọi người biết đến em với nhiều vai diễn hài kịch hơn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là em cũng thích cuộc đời này sẽ nhuốm màu hài kịch hơn. Đó là sự lựa chọn của Trà Ngọc. Còn nếu vào những cái vai diễn á thì em sẽ có xu hướng thích những cái bi kịch hơn. Tại vì nó làm khó bản thân mình, nó là một thử thách. Rồi nó cũng là một cái để cho bản thân mình học hỏi được nhiều cảm xúc sau cái vai diễn đó. Nhưng mà nha, đỉnh cao của bi kịch đó là hài kịch. Đúng. À, nhưng mà đỉnh cao của hài kịch đó lại là bi kịch. Hai cái đó nó không thể nào thiếu nhau trong cuộc sống này được. Em chọn ăn kiêng một ngày rồi ăn thả cửa 29 ngày còn lại, hay em chọn ăn kiêng 29 ngày rồi em ăn thả cửa một ngày? Đương nhiên là em chọn cái vế thứ hai rồi. Tại nó mới là phương pháp đúng. Cái đó là phương pháp đúng trong giảm cân luôn á. Trong giảm cân hồi đó em bắt đầu hành trình giảm cân á, như mọi người biết là em đã giảm rất là nhiều á. Em giảm tương đối là khoảng gần hơn 30kg. Thì đến thời điểm này em vẫn theo cái chế độ đó. Tức là mình sẽ cố gắng mình ăn kiêng để mình giữ gìn cái vóc dáng mình trước. Cân bằng. Với lại anh đó, anh ăn thả cửa 29 ngày có nghĩa là cái phương pháp, cái đó có không, chưa kể đến việc người đó có đang giảm cân hay không thì đều là sai. Tại vì ăn như vậy thì cái cơ thể mình nó sẽ rất là khó hấp thu. Đúng rồi, khó hấp thu. Với lại mình sẽ có nhiều chất thừa nè. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tích tụ những cái
gọi là năng lượng xấu, năng lượng xấu nhiều lắm, nhưng mà ăn kiểu vậy tại vì dư đường cũng không tốt, dư tinh bột cũng không tốt, dư mỡ càng không tốt, thì mấy cái đó nó sẽ trở thành cái năng lượng xấu. Chế độ trong vòng 29 ngày sau đó mình ăn thả cửa một ngày cũng là một cái phương pháp để giảm stress nữa. Em mà mỗi lần em đi xong một phim dài hạn hoặc là xong một cái dự án gì đó dài hơi, và thường là sau tập một cái kịch 2-3 tháng gì đó, xong rồi em xong cái ngày phúc khảo và ngày công diễn đầu tiên, thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ là ngày em thưởng cho bản thân mình rất là nhiều thứ. Nếu mà không thưởng về vấn đề về giống như em không có mua quần áo, túi xách hoặc là cái gì đó để vật chất á, thì em sẽ thưởng về tinh thần, là em sẽ thưởng cho bản thân em được ăn. Tức là được ăn, được ngủ thoải mái, được sống một cái ngày gọi là không lo nghĩ gì hết, để mình xả hết cái năng lượng mình đã làm việc trong bấy nhiêu đó ngày. Mình được quyền nghỉ ngơi mà. Dạ. Hay, anh hỏi vu vơ vậy mà hóa ra lại là một phương pháp. Dạ đúng rồi, nó là phương pháp giảm cân luôn á. Chọn tiếp nè, sân khấu hay truyền hình? Phải chọn ha anh. Phải chọn một trong hai. Chứ cả hai tốt quá rồi. Thì thật ra em năm nay là năm, thật ra mọi người cũng thấy là năm một năm của sân khấu. Rất là nhiều sân khấu được quay trở lại. Sáng đèn nhiều, vở diễn cũng nhiều. Đó sẽ là một cái sự lựa chọn tốt cho khán giả. Tại vì có nhiều sự lựa chọn thì có tính cạnh tranh, mà càng cạnh tranh thì càng nâng cao chất lượng. Đúng rồi anh, tạo ra được những sản phẩm cực kỳ tốt. Thì em chọn sân khấu. Tại vì truyền hình thì cũng là một cái định hướng em không có bỏ. Em luôn luôn theo đuổi, như là có những dự án mời mà em đọc kịch bản em thấy hợp em vẫn nhận lời. Nhưng mà về sân khấu thì em cảm thấy là giống như mình được trở về nhà. Tại vì em thích diễn sân khấu lắm nha. Diễn sân khấu thì mình sẽ có nhiều cái thời gian hơn để tiếp cận nhân vật. Tại vì luôn luôn anh biết là khi mà mình đến với một nhân vật mà mình có thời gian 2-3 tháng nè, ekip sẽ ăn ngủ nghỉ tập luyện, anh em mình tập luyện cùng với nhau. Rồi dạ đúng rồi, nó sẽ có nhiều cảm xúc và mình sẽ được học hỏi rất là nhiều thứ trên sân khấu. Và từ cái đó mình lại được áp dụng vào những cái lần đi phim của mình tiếp theo nữa. Rồi năm nay thì em tham gia khá là nhiều dự án về sân khấu luôn. Thì em nghĩ năm nay chắc có lẽ Trà Ngọc đang chọn sân khấu rồi. Còn những dự án truyền hình tiếp theo thì em vẫn đang, em cũng có đang có một dự án truyền hình, phim truyền hình sắp ra mắt. Nhưng mà em nghĩ là cái tâm điểm mình đang hướng đến vẫn là sân khấu. Gia đình hay sự nghiệp? Trời ơi, sao mà có khó dữ vậy? Câu này phải căng, trời ơi, chốt đơn luôn á. Gia đình hay sự nghiệp? Ây da, cái này. Tại vì em đã từng phải đối diện với cái cảnh này rồi. Dạ. Nếu mà ở thời điểm này thì em sẽ chọn sự nghiệp. Tại vì em nghĩ là mình đã có đủ khoảng thời gian dành cho gia đình rồi. Đúng. Không phải lựa chọn sự nghiệp là bỏ bê gia đình, mà là em đang nghiêng về cái nào hơn. Đúng rồi. Tức là mình sẽ tập trung nhiều, thời gian gần đây em sẽ tập trung nhiều cho cái nào hơn. Đó là em tập trung chăm sóc gia đình trong 3 năm trước đó rồi. Thì bây giờ đang là cái thời điểm để em quay trở lại và em làm việc hết mình. Đúng. Em đang gọi là dành khoảng giống như mình, nếu mà có 100% năng lượng thì em đang dành khoảng trên 60-70 để tập trung cho sự nghiệp. Để em lao động, để em sáng tạo cho công việc trước, rồi sau đó em cũng vẫn sẽ không bỏ bê gia đình, sẽ vẫn chu toàn những cái gọi là vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong gia đình. Nhưng mà nó sẽ ít hơn lúc trước thôi. Ít hơn cái lúc mà em mới sinh con rồi em tập trung nuôi con này nọ. Em không biết đàn ông thì họ sẽ có những cột mốc gì. Nhưng mà em nghĩ trong một cái khoảng đời, cả một, mình không có tính về cái nghề diễn viên không, mà mình tính là trên đời này luôn á, là tất cả những người đàn phụ nữ, đàn bà, con gái, trừ những người mà họ có định hướng là sẽ không lập gia đình, thì chắc chắn họ sẽ phải trải qua cái giai đoạn như em. Đến thời điểm của em thì em nghĩ là nó đến sớm hơn với so với mọi người. Thì cái thời điểm em kết hôn cũng khá sớm, thì nó đến sớm, thì em làm xong cái vai trò trong 3 năm quan trọng đầu đời của con xong, thì lúc đó mẹ sẽ đi làm. Với lại em nghĩ là những cái người đàn ông họ sẽ yên tâm hơn khi mà mình có cái chia sẻ đó từ ban đầu. Tức là em lúc mà em lấy Nhiên á thì em nói thẳng là nếu mà em là lập gia đình thì em sẽ dành bao nhiêu năm đó để tập trung vậy, sau đó anh cho em đi làm lại và mình cùng chăm con với nhau. Hợp lý quá chừng. Cuối cùng thì cái câu cuối tưởng khó nhưng mà nó rất là dễ với em. Thật ra thì nó cũng không phải dễ, nãy lúc đầu em nói đó, trời ơi, hai cái đó nó phải đi song song với nhau, tại vì tách cái nào ra nó cũng không ổn á. Tách một cái ra nó đều là khuyết hết. Anh có nghe bạn bè kể về một cái thời gian mà em gặp khá nhiều sự áp lực, ức chế, trầm cảm sau sinh. Cách nào để em tự vượt qua được cái khoảnh khắc đó?
thời gian đó thì em nghĩ là không phải là mình giỏi giang gì để tự vượt qua, mà là mình may mắn có được một cái gia đình, rồi có được bạn bè, có được mọi người xung quanh, tức là ai cũng cùng hỗ trợ em thì em mới có được cái sự quay trở lại ngoạn mục như vậy. Đó là em trong vòng một khoảng thời gian ngắn mà em trở lại là mọi người hả gọi show em nè, cho em cơ hội để diễn cái này diễn cái kia, rồi nhớ đến em, vẫn không quên em, để nhớ đến em, để cho em được tiếp tục với nghề. Đương nhiên mình không có phủ nhận cái chuyện cố gắng của bản thân. Là anh Nhiên ảnh cũng hỗ trợ em bằng cách là anh chăm con phụ em nè, để em có thời gian em lấy dáng lại, rồi có thời gian để em đi trau dồi thêm những cái kiến thức, giống như là em tham gia những cái lớp workshop để giống như là mình đừng có bị lụng nghề á. Thật sự là vậy, nghỉ 3 năm là quá cũng dài. Thì anh Nhiên hỗ trợ về mặt gia đình, rồi mẹ chồng em cũng hỗ trợ, là mẹ chồng em cũng hả gọi là động viên, tức là con cố gắng đi, thế nào cũng sẽ đi làm lại được này nọ kia, rồi có gì bên nhà nội sẽ phụ chăm cháu này nọ. Rồi đi ra ngoài thì có bạn bè, như là những người xung quanh em, giống như là anh Quỳnh Lập, hoặc là những anh Lê Nhân, hoặc là những người chị, đàn chị như chị Nam Thư, Khả Như, tất cả mọi người luôn á. Và gần đây nhất là anh Đình Toàn, anh Đại Nghĩa, tức là mọi người đang thương yêu em và cho em thấy là em còn lửa với nghề, và thắp lên những cái ngọn lửa khác trong lòng em để em được tiếp tục cố gắng. Quan trọng nhất là em nói với anh á, là cái mà lớn lao nhất mà em gọi là có được, gọi là niềm tin á. Tức là ngộ đó, em á là em tin vào điều gì thì em sẽ cố gắng làm cho bằng được cái đó luôn, và nó sẽ thành hiện thực. Dạ đúng rồi. Cái lúc mà em mất phương hướng nhất, và em nghĩ là gọi gần như là mình bế tắc, không thể nào tìm ra một cái lối nào đó để mình sau sinh mình quay trở lại mình làm công việc của mình á, thì em lại suy nghĩ là chuyện khó giống như là sinh con rồi nuôi một đứa trẻ thì bao nhiêu áp lực, bao nhiêu sự chết mình còn vượt qua được, thì cái khúc này nhầm gì nữa. Cái khúc này là cái khúc gọi là hậu của nó rồi, cái hậu rồi, thì mình làm sao cho cái hậu nó có kết, nó có hậu thôi. Thì đó, thì em nghĩ vậy, cho nên là em cố gắng phấn đấu để quay trở lại đi diễn. Mà em không hiểu là đang chỉ em đi đường nào nha, anh có bấm nhầm sân khấu không nha? Không biết nữa mà sao? Tại vì bình thường là em đi đường kia. À đúng rồi. Dạ. Chị Google đang chỉ cái đường mà không phải là ngắn nhất mà là tiết kiệm thời gian nhất. À, mấy đường kia kẹt hết rồi em ạ. À vậy hả? Ừ. Anh thì mong đi dài dài chứ trời ơi. Chương trình anh là ngoài xăng ra thì không có gì hết á. Ok. Yên tâm đi. Là được tài trợ bởi cây xăng đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ Trà Ngọc chia sẻ rất là dễ thương, nên thay mặt chương trình Sao Đi Làm tặng cho quý khách một tấm hình. Ủa, tưởng đâu có quà. Trời ơi, sao kiếm được tấm hình này vậy? Yeah. Trời ơi. Dễ thương chưa? Trời ơi. Lâu lắm rồi Trà Ngọc mới nhìn lại thấy tấm hình này của mình đúng không? Dữ luôn á, tấm hình này là dữ luôn. Gì? Tấm hình này là năm nhất Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ồ, năm nhất. Nè, cái áo của em đang mặc là áo lớp của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trời ơi, mọi người ơi, sao mọi người tìm được tấm hình này vậy? Tấm hình này là còn cái răng khểnh luôn kìa. Ủa rồi, nó đâu rồi? Lúc trước em có hai cái răng khểnh, nhưng mà tại vì thật ra thầy em khen thì nó có duyên, nhưng mà thầy nói là để con đi phim mà quay cận vô thì nó không đẹp, tại nhìn nó không có đều. Thì bắt đầu em mới có ý định là bọc răng sứ, thì bọc thì mất hai cái răng khểnh em rồi. À. Trời, nhưng mà tấm này dễ thương quá vậy trời. Trời, nhìn tấm này đúng xúc động luôn á, biết sao mọi người. Đây là những bước đi đầu tiên của em khi mà vào cái nghề diễn xuất này luôn á. Đó. Rồi. Đây là tấm hình này khoảng vào năm 2012. Ừ. Em nhớ rõ đây. Ở trên trường đây là cái giải bóng đá mini của trường, cái này là cái ngày hội mà trao giải. Ừ. Là trao mấy cái cúp, trao mấy cái giải. Trời, anh biết có biết không, đây nhìn cặp giò biết không, đây chính là cầu thủ hả? Đúng rồi. Trời. Cầu thủ nữ của đội nữ. Quá mà anh rồi. Biết mỗi lần ra sân là ở người ta đá banh là trong cổ vũ không, em bước ra sân không một tiếng vỗ tay biết sao không, lo cười không. Em như cây hà, em đá banh hồi xưa mà cái thời mà La Thành Anh Đức còn ngồi cầm cái loa với lại cái micro bình luận viên của mỗi mùa bóng đá của giao lưu của các trường đại học á, là mỗi lần em bước ra sân là y như rằng là đang mọi người đang coi một cái tấu hài cực dài luôn. Nhưng mà cái thời này là buổi tối đi vô trường, cho nên xin lỗi mọi người em mặc quần ngắn nha, chứ cái này nếu ban ngày phải mặc quần dài, tại vì đại học sân khấu mà, trường đại học mà. Này, cái áo này là cái áo lớp luôn nè. Cái thời gian đó là em nhà em ở đâu? Lúc đó là em đang ở ký túc xá của trường. Thì đó quê em nhà. Em là quê em là Sóc Trăng. Sóc Trăng. Em lên đây em thi đậu đại học rồi em vô trường em học. Thì thực ra là gia đình em cũng không phải là khá giả, cho nên cái thời điểm đó thì còn khó khăn, cho nên là em xin mẹ là được ở ký túc xá 280 bao điện nước. Em nhớ tới bây giờ đúng rồi. Rẻ mà anh tin không? Được cái trường, em không biết các ký túc xá trường khác làm sao nha. Ký túc xá trường em là siêu ế.
50 cái giường có 10 đứa ở hả? Trời ơi, mỗi đứa gáp lại là như một cái cung điện vậy đó. Mà cũng sợ ma lắm nha anh, tại 50 cái giường mà ở có 10 đứa sợ ma lắm. Cái hả, ở chung với mấy chị là bây giờ là chị Phương Linh nè. Hồi đó xưa ở chung với em đó là các chị là đa số là các chị đến từ khoa kịch hát dân tộc là khoa cải lương á, là ở chung. Còn khoa kịch là có mình em chị Phương Linh thôi. Cái đợt mà Tống Hậu Nhiên kể là chở em ra phố đi bộ Nguyễn Huệ tập kịch đó là đúng rồi. Còn ở ký túc xá không? Không, lúc anh Tống Hậu Nhiên gặp em là cái hồi mà ảnh phát hiện em, ảnh tán tỉnh em là em đã vào giai đoạn tập cái vở tốt nghiệp rồi. Là em đã lúc ở đâu? Dạ, lúc đó là em đã ở bên Phú Nhuận rồi. Em thuê một căn nhà ở bên đó. Tại sao không ở ký túc xá nữa? Dạ, ở ký túc xá được 2 năm thì em có một cái biến cố là em bị bệnh. Xong rồi em về quê, em trải qua một cái cuộc phẫu thuật. Thì khi em phẫu thuật xong là đã trễ cái kỳ thi học kỳ trên này. Tức là em đáng lẽ là em phải tốt nghiệp vào 2015 á, bảo lưu lại mất 1 năm cho nên em 16. Tốt nghiệp 2016 đúng rồi. Thì vào cái năm 2016 đó là em vừa làm cái tốt nghiệp trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và song song với việc thi trên một cái game show truyền hình là Cười Xuyên Việt 2016. Cuối cùng bây giờ là đã tốt nghiệp xong rồi đúng không nào? Dạ, năm 2016 là em tốt nghiệp. Thì nhờ cái chuyện quen anh Nhiên đó cho nên là em là tốt nghiệp là có nghệ sĩ lớn đi coi nhiều. Là tại vì má Phương cũng đích thân đi coi em diễn ngày hôm đó. Đêm tốt nghiệp của em là có cả mẹ, ba mẹ ruột lẫn ba mẹ chồng tương lai, mẹ chồng tương lai luôn. Thì năm đó là em diễn tốt nghiệp xong là em cũng được mọi người biết đến nhiều hơn sau cái cuộc thi Cười Xuyên Việt á. Dạ. Rồi tới sân khấu rồi nè. Dạ thôi anh đi về đi, em vô diễn nè. Cho vô chơi tí đi ơi. Tại dịch vụ sao đi làm cũng mong muốn là tìm hiểu cái khu vực hoạt động nghệ thuật quý khách. Xin chào mọi người, đây là sân khấu kịch IDCAP, hiện là đang là nơi mà Trà Ngọc đang hoạt động rất nhiều đêm ở đây. Bây giờ thì mời Trà Ngọc sẽ xuống trước nha. Dạ. Rồi lát nữa anh sẽ chạy ra chơi vô chung với em sao? Dạ, ok anh. Hello. Anh tàu xe xong rồi lái lên đón xe. Dạ. Rồi phải lấy cái vỏ đồ của Toi. Vỏ đồ để lát vô cho. Dạ anh. Cảm ơn anh. Dạ. Em sợ anh chạy về cái tối nay em không có đồ diễn. Xin chào mọi người, đây là sân khấu kịch IDCAP và tối ngày hôm nay Ngọc có một cái vở diễn ở trong này. Đây là một vở hoàn toàn mới của sân khấu kịch và bây giờ mình sẽ cùng vào trong để xem cái khâu chuẩn bị để trước một cái buổi diễn thì Ngọc sẽ chuẩn bị cái gì nha. Đây là không gian của sân khấu kịch nè mọi người. Ở đây thì Ngọc ước tính là khoảng hơn 200 ghế. Và đây là sân khấu là có một cái lịch sử lâu đời rồi đó mọi người ơi. IDCAP thì sẽ không quá xa lạ đối với tất cả các diễn viên cũng như là những người mộ điệu của bộ môn kịch nói. Đây là sân khấu nè mọi người nhìn thấy không? Trước cái khâu trước cái đêm diễn là tất cả anh em ekip sẽ đến đây nè, chuẩn bị lại hết thảm, rồi bố cục của màn miết các kiểu như thế nào, rồi chuẩn bị những cái gọi là cái phong ở phía sau. 7:30 diễn là khoảng 6 giờ hơn là hoặc là 5 giờ hơn là các anh đã phải đến rồi. Tại vì sự chuẩn bị này nó khá là quan trọng cho một đêm diễn 3 tiếng đồng hồ để khán giả sẽ có được những cái trải nghiệm cảm xúc chân thật nhất và những cảm xúc gọi là tinh khôi nhất của cả vở diễn trong suốt 3 tiếng đồng hồ thì anh em sẽ chuẩn bị khá là nhiều. Còn đây là cái cánh gà nè mọi người. Cánh gà thì trên sân khấu không? Chia cánh trước, cánh giữa và cánh sau. Thì ai là người sẽ xuất hiện từ cái cánh gà nào cũng sẽ được quy định từ trong những cái ngày buổi tập luôn. Bây giờ mọi người theo chân Ngọc đi ra ngoài cái sảnh trước của sân khấu nha. Mình có một cái nơi rất là đặc biệt. Khu vực ở ngoài này là nơi để các khán giả đến đây và có thể nhìn ngắm những poster xem là sân khấu đang có những vở diễn nào. Ủa anh ơi, có mua vé coi không mà đứa cười quậy. Sao vậy? Giống như khán giả nghèo không có tiền đi coi. Trời ơi, không có nghèo đâu, trời. Trời, khán giả đưa diễn viên tới đây diễn mà sao vậy? Ôi, này vai chính đúng không? Cần được đứng dạ, vị trí ở giữa luôn nè. Đúng rồi, sắc mèo nè, em là nữ chính trong vở này. Vở này cũng đang là một vở rất hot ở đây. Đang luôn. Dạ. Đang được đang diễn hot, đúng rồi. Vở này hot lắm, mấy tháng trước là diễn một tuần hình như là trên 6 suất. Rồi dạ. À, không, một tháng là trên 6 suất, là cũng là nhiều, có một mật độ. Là cuối tuần đó. Dạ là đúng rồi. Mà thứ 7 hay thứ 6 em? Không, sân khấu của em diễn từ thứ 4. Thứ 4? Dạ, sân khấu em là diễn thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật luôn. À, dạ. Hãy yêu nhau đi này, dễ thương quá trời. Vở này là vở này. Giống tình cảm học trò em hả? Vở này thì thật ra là nói về những câu chuyện về những cô cậu học trò. Ừ, hả? Dạ. Đây là thầy cô. Thầy cô đó.
Hằng ngày xưa anh Nghĩa cách đây 21 năm là đóng cái vai của các bạn trẻ này nè. Ủa vậy hả? Dạ đúng rồi, còn vai thầy là chưa anh Tuấn Khôi đóng. Ôi kịch bản này lâu lắm hả? Dạ đúng rồi, đây là một kịch bản rất là gọi là kinh điển của sân khấu IDCAP và đang được tái diễn mà. Thôi mình vào trong nè. Dạ. Ở phía này là đến với cái khu vực hậu trường là khu phòng hóa trang makeup đây. Dạ. Đó, phía sau của tất cả những diễn viên có bộ đồ thẳng thớm trên sân khấu là dạ. Anh Phát. Chào anh Phát. Vai trò rất quan trọng nha. Dạ. Đây, để đồ đây, tâm sự nhẹ một cái nữa. Mới có món quà, giờ thêm món quà nữa cho trời ngọc nè. Trời ơi sao em sợ quá, mỗi lần chương trình đưa cho em là toàn là hả cái hình chấn động không đó. Chấn động liền, đây. Má ơi. Đây thật ra không phải vai diễn đầu đời. Đây là đêm tốt nghiệp của lớp em. À đêm tốt nghiệp. Nhưng mà đây là cái tốt nghiệp của lớp em. Tức là cái lớp này là lớp đầu vào á. Đây là vở tốt nghiệp Hồn Trinh Nữ. Ừ. Là đây là một cái vở trước đó là đang là một cái vở được diễn bán vé tại sân khấu kịch Sài Gòn. À. Thì thầy em là nghệ sĩ ưu tú Đoàn Bá, thầy mới mang cái vở đó về cho lớp tốt nghiệp tại vì quá nhiều vai hay, nhưng mà tốt nghiệp là anh biết rồi đó. Ừ. Một lớp diễn viên tốt nghiệp chung một vở thì sẽ rất là đông người mà ai cũng muốn đóng vai chính hết. Thì thầy lựa chọn nhiều vở thì cuối cùng thầy chọn vở này là Hồn Trinh Nữ. Thì trong cái đêm tốt nghiệp này em không có được tốt nghiệp tại em nói rồi, anh em bảo lưu một năm, tức có nghĩa là anh chị đang học năm 3 thì em lúc này mới năm 2 thôi. Đời đó. Thì trong lớp sẽ thiếu nhân sự về giai quần chúng. À. Thì đây, em là đây, một trong những cái Hồn Trinh Nữ. Đây, bây giờ mình trưởng thành hơn xíu nữa. À. Một cục móc cũng rất là đáng yêu, dễ thương. Dạ, này thì chắc chắn là đáng yêu rồi. Bởi vì đương nhiên đây là một cái sau cái lễ tốt nghiệp thì đây là một cái cục mốc mà ghi dấu em trở thành chính thức trở thành một người có chồng hợp pháp, làm vợ hợp pháp đó. Là này là đám cưới em vào năm 2019. Mất bao lâu, tìm hiểu bao lâu rồi mới đi đến đám cưới? Em với anh Nhiên biết 2015 cho tới 2019 đám cưới làm 5 năm. Rồi bên cạnh đó cái mối quan hệ giữa bạn với lại Quỳnh Lập nè. Dạ, đúng rồi. Nào dạ, hai người anh rất là thân thiết của đó. Em bắt đầu từ năm bao nhiêu? À, thực ra thì anh Lập đứng đây là đúng là một cái tấm hình này kỷ niệm luôn anh. Tại vì anh Lập chính là người xe duyên cho mối tình này. Là anh Lập là người nhờ em phụ diễn trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ vào năm 2015. Thì năm đó là em được phụ diễn anh Lập. Thì những cái tiết mục đó lên thì anh Nhiên mới phát hiện có một cái cô diễn viên tên Trà Ngọc. Rồi anh mới mân mê, anh gọi là đi rình mò lưng la rồi nói chung là hả bu rồi, rồi bu lại xúm xụm lại bắt đầu mới tìm kiếm em. Tìm kiếm em trên mạng xã hội thì anh tìm được cái trang cá nhân của em, thì từ đó anh mới nhắn tin qua lại. Thì trong khoảng thời gian từ cuối 2015 cho đến đầu 2016 là em chính thức quen với anh Tống Hậu Nhiên. Anh Lập thì em biết từ hồi trường sân khấu, tại vì cái thời mà em học diễn viên kịch điện ảnh trong trường sân khấu là anh Lập học đạo diễn sân khấu, là biết từ 2012 cho đến thời điểm này là 11 năm. 11 năm rồi đó. Dạ đúng rồi, anh em đã chơi với nhau và làm việc với nhau 11 năm. Quá tuyệt vời. Ông mấy tấm này cũng quý nè, sao mà tìm ra được vậy trời. Quá trời quá đó. Và đây, khi nhìn tấm hình này, bạn cảm nhận như thế nào? Đây là cột mốc gần đây nhất. Là vừa tháng 8 năm rồi, tháng 8 năm nay thì em đã tham gia một cái game show của đài truyền hình Vĩnh Long 1 là Đánh Thức Đam Mê. Thì trong cái game show này là không có thi về diễn xuất nữa. Hồi trước giờ thì thi game show thi hài thi diễn xuất, nhưng mà lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi về hát anh. Thi hát? Thi hát Bolero. Bolero. Dữ chưa? Mà sao nhìn cũng hề hước quá vậy? Thì đúng rồi, mình phải đem cái sở trường đi thi trước chứ, bây giờ đem cái sở đỏ đó, cái thần thi hát mà hát đã yếu rồi thì mình phải đem cái thế mạnh mình ra mình lấn hát đúng không? Dễ thương. Dạ, mình trấn áp các thí sinh khác. Đây là tiết mục đầu tiên của em trong cuộc thi đó luôn. Là Sóc Sờ Bay Sóc Trăng, là em muốn là cái đầu tiên của em, là em muốn giới thiệu với mọi người một lần nữa là em muốn nhấn lại em là một người con của quê hương Sóc Trăng. Và em mang một cái ca khúc đậm chất quê hương của mình. Dạ, bài Sóc Sờ Bay Sóc Trăng nè. Anh Nhiên đóng vai ba em nè. Em đóng một cô gái bán bánh bía nữa không? Dễ thương. Và chắc chắn gia đình và thậm chí là quê hương của bạn nữa sẽ luôn tự hào về một Trà Ngọc càng ngày càng trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn, xinh đẹp hơn. Dạ. Và ước gì là thời lượng phát sóng của Sao Đi Làm sẽ dài hơn nữa, để chúng ta cảm nhận được nguồn năng lượng rất là tích cực, lạc quan của cô gái đầy tài năng này. Và chúc cho diễn viên Trà Ngọc sẽ mãi luôn gặt hái được nhiều thành công và gặt hái được những ước mơ mình mong muốn nha. Dạ, em cũng rất cảm ơn chương trình. Tại vì thật ra thì thường bình thường em đi làm thì em sẽ đi một mình hoặc là đi với trợ lý đến chỗ làm thôi. Ngày hôm nay là có chương trình và anh Hoàng rapper đồng hành cùng với em thì em cảm thấy rất là vui. Rồi em cũng muốn giới thiệu thêm với mọi người là em đang hoạt động tại sân khấu kịch IDCAP nữa. Ngoài phim ảnh, ngoài những game show, ngoài những cái chương trình truyền hình thì em còn đang có một cái nơi gọi là mái nhà của em, để em trở về vào dịp cuối tuần gặp lại khán giả yêu thương của mình tại sân khấu kịch IDCAP nữa. Chúc bạn tối nay diễn thật là bùng nổ nha, quăng thật là nhiều miếng nha. Không anh ơi, em đóng vai bi kịch. Ủa vậy hả?
biên kịch ai biết được, lỡ mình sáng tạo ra những miếng hài sao. Lỡ thôi chứ cái vở này nhẹ nhàng lắm. Nhẹ nhàng, dễ thương, đáng yêu đúng không nào? Dạ, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao Đi Làm. Chương trình đã tạo điều kiện để phỏng vấn để tìm một người bạn đời. Mình tên là Hòa, năm nay 41 tuổi, quê ở... Anh tên gì Hòa anh ơi? Bùi Thanh Hòa. Năm nay 41 tuổi, quê ở Vũ Thư, Thái Bình, hiện đang làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam ạ. Tổng công ty... Anh làm chức vụ gì? Là kỹ sư điện của công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 ạ. Kỹ sư điện. Anh hiện tại là anh đang ở Thái Bình luôn hay là anh đang ở đâu? Dạ, đang làm việc tại Hà Nội và thuê ở Hà Nội ạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh Hòa là gì? Anh sang tháng đã làm thì, gia đình chưa? Cảm ơn chị. Hiện tại thì từ bé đến giờ chưa lập gia đình lần nào và cũng chưa có người yêu ạ. Và chưa lập gia đình lần nào và chưa có người yêu ạ. Là từ xưa giờ anh chưa quen ai luôn á hả? Chưa có người yêu nào ạ. Lý do vì sao mà anh không có quen ai? 41 tuổi rồi mà. Cảm ơn chị. Có quen cách đây 15 nhưng mà người đấy chỉ được 4 tháng nên cũng không ăn thua. Cũng có quen là được. Tại mình phải mãi làm ăn rồi phải lo cho chuyên môn xong rồi cũng công việc nó chưa có nhà, chưa dám cưới vợ. Bây giờ mới mua được nhà thì mới dám đi hỏi vợ. Nhưng mà vẫn còn nợ nhiều. Kệ, từ từ trả anh. Anh làm lương tháng khoảng bao nhiêu một tháng? Thì ví dụ như là trích ra mà trả từ từ chứ mà... Chứ gọi là ai mà cuộc đời này ăn cũng nợ đúng không? Cảm ơn chị. Không nợ tiền thì cũng nợ tình. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, học 7 năm ở trong Bách Khoa Hà Nội nên nó hơi cao tuổi ạ. Vậy là giờ anh có bằng gì rồi? Bằng kỹ sư hệ thống điện chính quy ạ. Ủa mà sao học 7 năm dữ vậy? Dạ vâng, vì học rồi chuyển hệ nên đi làm xong rồi về học tiếp ạ. Anh học chuyển hệ nên nó lâu đúng không? Dạ vâng. Tại chức qua chính quy ạ? Vợ, không, chính quy lên chính quy nhưng mà từ cao đẳng chuyển lên hệ đại học. Cao đẳng chuyển lên. Rồi, ok. Hiện tại thì gia đình có 4, có thành viên gia đình gồm có bố thì sinh năm 1934 thì mất được 10 năm rồi. Còn mẹ thì sinh năm 51, hai ông bà chênh nhau 17 tuổi. Thì... là mẹ thì giáo viên nghỉ hưu ở Thái Bình một mình. Hiện tại thì ở một mình. Anh chị em anh là ở đâu? Anh trai cả thì sinh năm 71 thì kinh tế cũng khó khăn nên làm việc ở cũng lao động tự do thôi. Còn anh ở Lào Cai, Yên Bái, ở Thái Bình, ở chỗ nào có việc làm, có công ăn việc làm thì đi chỗ đó. Còn anh trai thứ hai là thượng tá quân đội. Ở nhà ở Vinh Nghĩa. Có gia đình hết chưa? Có đầy đủ hết rồi. Mỗi người một gia đình, con cái lớn trưởng thành hết rồi. Chỉ có mình anh là đơn thân độc mã thôi. Mọi chuyện đều muộn. Nhưng mà cái muộn này là do mình học và mình phải phấn đấu công việc ở ngoài Hà Nội. Nó nếu mình không phấn đấu cho công việc thì bây giờ chắc không thể sống nổi ở dưới thành phố Hà Nội đầy sức ép như thế này. Dạ. Rồi bây giờ mong mong chị và chương trình hiểu cho như vậy, bởi vì là ở đây nó áp lực hơn tỉnh lẻ. Điểm mạnh là sống chung thủy, chưa có quan hệ với ai, với này cũng cao to, không hút thuốc, uống rượu, không la cà quán xá, chịu khó tập gym và chưa nắm tay, chưa hôn ai luôn. Nắm tay có rồi. Có cái người mà được 4 tháng ấy là nắm tay rồi. Nhưng họ lấy chồng. Sao mà quen có 4 tháng là chia tay ạ? Lúc đấy mình đi mất việc làm, thế họ bỏ mình ạ. Sinh năm 89. Điểm yếu là bây giờ là quá lớn tuổi để lập gia đình. Điểm mạnh thì... Điểm mạnh là mới mua được... Thể thao vào nè. Điểm mạnh mới... mong điểm mạnh là mới cũng mua được cái chung cư nhưng còn nợ khá nhiều ạ.
Cái đó em biết rồi, còn về cái bản thân anh á, anh nhận thấy bản thân anh có những cái thế mạnh như điểm mạnh gì? Sống chung thủy với gia đình, yêu thương bố mẹ và không hút thuốc uống rượu ạ. Không ngủ không ngáy và biết tự chăm sóc bản thân, chịu khó tập thể hình. À. Rồi ok. Hát hò gì đâu không anh? Hát hò thì suốt ngày hát tiếng Trung Quốc ở trên Facebook đấy ạ. À, đâu hát tặng những bài câu ơi. Xin ly lan xuyên hay sư phong diêu. Phong diêu hóa thua liều lù khao sầu. Anh biết tiếng tiếng Hoa à? Thông thường thì mình làm thẩm công, điểm mạnh nữa là công việc hiện tại ổn định ạ. Và thu nhập có thể không cao nhưng ổn định. Thì công việc hiện tại là thẩm tra và tư vấn thiết kế các nhà máy điện mà thuộc trung tâm nhiệt điện và năng lượng tái tạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cơ quan nhà nước nghỉ thứ bảy chủ nhật và hành chính. Và vậy sao thứ bảy, sao mà anh phải tham gia ở ngoài Hà Nội không có ai, sao thứ bảy chủ nhật anh được nghỉ mà không ai giới thiệu anh bạn gái hả? Bây giờ lúc mình ở cái tuổi đi tìm hiểu thì nó cũng khó, bởi vì bây giờ lớn tuổi thì không tìm hiểu được, và người ta ở ngoài này cũng thờ ơ lắm ạ. Họ không bạn bè cũng ít giao lưu vì nhà nghèo ạ. Nên ngày xưa thì mình cứ sống theo cái thói quen như vậy, thành thử rất ít giao lưu. Bây giờ anh nói về mẫu người của anh đi. Anh muốn mẫu người như thế nào? Muốn tìm một người vợ tuổi từ khoảng 26 đến 32. Cao 1m6 trở lên, cao nói, to nói, xinh. Nói lại giúp em, từ 26 tới 32 hả? Vâng. Ủa lớn hơn anh, ví dụ như ngang ngang anh được không? Dạ không ạ. Lý do? Dạ thích một người tầm 26 đến 32 thôi ạ. Vì còn phải sinh đẻ nữa. Và cao to xinh gái. Và cao to xinh gái và không bị đeo kính ạ. Cao to cao, em cao 1m75 và nặng 64 cân. Và muốn một bạn gái cao to xinh gái không đeo kính ạ. Làm việc ở Hà Nội hoặc là muốn sinh sống và làm việc ở Hà Nội, không cần trình độ chuyên môn, đạo đức lối sống, không văn, không có hình xăm, sống trung thủy, biết khắc phục khó khăn. Rồi ở Hà Nội luôn hả anh? Không, có thể ở tỉnh nè cũng được, nhưng muốn lên Hà Nội sống và làm việc. Tỉnh mà, là ở từ khu vực nào tới khu vực nào thì phù hợp với anh? Không miền núi là được, ví dụ như là Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa trở ra chứ không Nghệ An xa rồi. Hà Nam mà Vĩnh Phúc trở ra. Nhưng mà không nên phiền Lai Châu, Sơn La xa lắm, Lạng Sơn không. Rồi bây giờ rất muốn một người bạn cao to xinh gái, sexy nóng bỏng, không đeo kính là ưu tiên số 1 ạ. Thì không muốn bạn bè nó nói xấu với nó, cứ bảo hòa sư phụ, nên là muốn có một người vợ xinh đẹp để đập vào mặt họ. Trời đất ơi. Rồi ok. Nếu mà cao to xinh gái thì có thể ở miền Nam hay cái gì cũng được, nhưng mà cái đấy phải ưu tiên hàng đầu. Không đeo kính. Rồi biết rồi. Rồi còn gì nữa không nè? Dạ chắc là nghề nghiệp thì cũng không quan trọng, chỉ biết làm đủ ăn và thông cảm cho giai đoạn đang mua chung cư này, nên là nó khó khăn thì cũng phải khắc phục ạ. Bởi vì nếu một người mà cao to xinh gái lại suốt ngày đòi hỏi đi mua sắm xong rồi lại này khác. Ủa thì bây giờ anh được cái này thì phải mất cái kia chứ, sao mà anh đòi hỏi vậy được? Ví dụ như người ta xinh gái nhưng mà người ta cũng có quyền đòi hỏi mà. Thì cũng có thể chiều được. Chiều được nhưng đúng mà, không? Mức lương ở đây thì cũng được khoảng có tháng 34 triệu, có tháng 15 triệu, có tháng 8 triệu. Rồi
nó trung bình năm ngoái là 20,8 triệu, chưa được 21 triệu. Thứ bảy chủ nhật nghỉ cân thì nói chung là ở tuổi này cũng muốn để xác lập gia đình tiến tới hôn nhân. Rồi, ok anh. Chị có thể giúp tìm cho một người cao to xinh gái ạ? Rồi, em đã nói lại rồi. Thì ở đây chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Thì ở đây chị là có, nếu như mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ gọi lại cho anh ha. Để anh bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ghi hình nha. Dạ vâng. Rồi, ok, cảm ơn anh. Dạ. Chị giúp cho một người cao to xinh gái ạ? Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Nên là anh có thể thoát cuộc gọi giùm em là được rồi ạ. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Đây, nữa thôi. Vô đây mà ông còn bé nữa, sợ quá. Rồi, tình trường của anh sao rồi anh Vũ? Anh thì có một đời, đã từng có một đời vợ ly dị cách đây 8 năm rồi. Có con gì không anh? Cũng có con mà ở với mẹ. Gái hay trai nè? Gái. Con gái anh mấy tuổi? Gái anh nay 14 tuổi rồi. Ở với mẹ. Rồi anh với chị, rồi em hỏi xíu, anh ly hôn với chị là được bao lâu? 8 năm à? 7 năm, từ năm 2016. Rồi anh chị ở với nhau bao lâu? Ở với nhau 7 năm á. Ở với nhau 7 năm. Thì vì cái lý do gì mà hai anh chị đổ vỡ hôn nhân? Nói chung có do hai người cũng tới với nhau thì cũng chưa có tìm hiểu kỹ, rồi cái thời gian đầu cuộc sống. Thời gian đầu không có tìm hiểu kỹ hả? Tìm hiểu bao lâu mà chưa tìm hiểu kỹ? Mình quen đã hơn năm mà cưới. Quen hơn năm mà chưa tìm hiểu kỹ nữa? Không, để nói hết là tại vì nói chung lúc đó còn trẻ, chưa có chín chắn để mà gắn kết, để mà xây dựng gia đình á, cho nên là có nhiều cái nó trục trặc từ hai bên dẫn đến một mớ thôi. Nhưng mà đỉnh điểm thì như thế nào mình cụ thể giùm em đi, không phải là nói là để em soi mói hay gì đâu, nhưng mà nói để em còn biết để hả làm mai làm mối cho anh, tránh cái trường hợp đó ha, không có đi theo cái vết xe đổ nữa. Rồi lý do đỉnh điểm là hai anh chị mà liên hôn mà không hợp ý nhau là như thế nào, có cãi nhau gì không? Có, nói chung là lúc đó thì vợ đòi về quê vợ sống thì mình cũng đưa về quê vợ sống làm ở nhà. Về quê vợ là ở đâu? Lâm Đồng rồi. Xong cái sống xa nhau rồi có nhiều lúc, rồi lúc đó thì ham chơi rồi không có quan tâm đến vợ nhiều, cái về tiền bạc về các thứ, rồi nói chung là vợ ngoại tình rồi ly dị. Nói chung là một phần lỗi mình cũng không quan tâm, đúng không? Đúng rồi. Rồi vợ có người khác luôn. Đúng rồi, sao mình biết được? Đó là vô tình mình thấy tin nhắn thôi. Tại lúc đó cũng sống không gần nhau lắm, cho nên là không có thường xuyên gần nhau. Tại tuần mình về một lần đó. Cho nên là có nhiều cái cũng không có để ý. Lúc đó không có để ý đến cái chuyện cuộc sống ngoài của vợ nhiều lắm, nhưng vô tình phát hiện là tin nhắn. Phát hiện rồi cái ly dị luôn. Mình là người quyết định ly dị hay là vợ? Cả hai quyết định. Rồi ok. Rồi xong rồi mẹ. Rồi anh có chu cấp cho con không? Trong đơn ly hôn thì không vợ không có yêu cầu chu cấp, nhưng mà nói chung con mình mà thì có thì cho thôi. Vẫn chu cấp chứ. Rồi thì bây giờ sau ly hôn 7 năm nay có quen thêm ai không anh? Nói chung cũng có thời gian mình đi làm với Sài Gòn nên cũng gọi là quen, nhưng mà nó cũng không đúng là quen lắm. Là sao, là quen hay không quen? Cũng có, nói chung cũng có để ý một vài người đó, nhưng mà nó không có thành, nó không có dẫn đến cái kết quả gì hết. Nói chung mình để ý người ta nhưng mà người ta không chịu, đúng không? Đúng rồi.
Rồi thì là 7 năm nay mình không, coi như là mình độc thân, không quen ai hết. Đúng rồi. Ừ, vậy bây giờ mình tìm đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình phải xuống Sài Gòn để tham gia ghi hình, thì anh có xuống được không? Xuống được em. Rồi, xuống được đúng không? Rồi, bây giờ mẫu người của anh như thế nào nè? Tuổi tác, ngoại hình, công việc, quê quán. Thứ nhất là về tuổi tác thì mình khoảng từ 83 nghe anh được không? Từ 25 đến 35 tuổi. 25 đến 35 là từ là 9X đó hả? 35 tuổi. Nghe ngang được không? Ngang được. Đổ xuống được không? Được, ngang đổ xuống được. Ừ, 83 đổ về đi. Rồi. Vậy đi. Ừ. Ví dụ như người ta cũng đổ vỡ hôn nhân là cũng vẫn được đúng không? Được. Rồi. Người ta nuôi con, người ta đang nuôi con thì anh ok không? Ok. Ừ. Rồi công việc, quê quán. Quê quán thì không có yêu cầu, nhưng mà công việc thì quan trọng là nếu như mà tiến xa được thì phải về sống với mình được. Về sống. Rồi, ví dụ như người ta muốn bắt rễ thì ok không? Anh muốn anh qua bên quê ta sống thì được không? Hay phải về quê anh? Chắc không được, cái này thì về quê mình, tại mình là công việc ở đây còn định bụi gãy rồi, không có đi được đâu hết. Rồi ví dụ người ta về là không có công việc gì hết á, mình có thể nuôi người ta được không? Cái đó thì được, về việc, ừ. Việc làm việc thì nhà mình nhiều việc mà. Ừ. Ví dụ như mà ta không làm nông phụ mình, nhưng mà người ta đi làm công việc khác thì ở trên đó có việc không? Chắc là có. Ừ, vậy ok ha. Được. Ừ. Rồi anh còn quan trọng gì nữa không nè? Anh còn yêu cầu gì không nè? Yêu cầu gì mình cũng không biết nói yêu cầu gì nữa, chứ nói gợi ý cho mình được rồi. Thì ở đây chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu như mà anh được vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bên em biên tập sẽ gọi lại trao đổi với anh nhiều hơn nữa ha anh ha. À, lần này bữa nay buổi phỏng vấn đầu tiên rồi, nếu như mà dạ đúng rồi, nếu như mà anh còn vào vòng 2 của chương trình thì là bên em cũng sẽ gọi lại để nói chuyện với anh, để tìm người cho anh ha anh ha. À, anh hiểu rồi. Dạ, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ, buổi phỏng vấn đến dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. À. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Rồi, cảm ơn dạ, em. Dạ, chương trình cảm ơn anh ạ. À. Còn bao nhiêu người nữa chứ? Không. Để em xíu chị em đếm. Khoảng 10 người nữa chị. Thôi, rút cho nhanh nè. Chờ chị xíu nha, có ai vô thì kêu chờ chị xíu, chị đi xuống chị cho thằng Ảnh nó xuống ngoài ăn cơm đó. Dạ. Dạ, chương trình xin chào anh ạ. À. Dạ rồi, anh nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? À? Nghe rõ. Dạ. Dạ biên tập đang vào, anh đợi em xíu nha. Biên tập của chương trình đang vào cuộc gọi, anh đợi em xíu nha. Rồi, alo. Alo.
Rồi alo em chào anh ha. Em là biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì hôm nay buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình thôi, thì mời anh giới thiệu về bản thân anh để cho chương trình biết ha. Rồi, anh Nguyễn Mạnh Quân. Nghe không ạ? Dạ nghe anh ơi, mình cứ nói đi anh ha. Tên Nguyễn Mạnh Quân, sinh năm 1990. Nghề nghiệp là làm cửa cho một cách. Làm cho mình hay làm cho ai anh? Làm cho công ty ạ. Rồi mình hiện tại mình sinh sống ở đâu? Sinh sống ở Bình Chánh, xã Bình Lợi, Bình Chánh. Bình Chánh, rồi quê quán mình cũng ở Bình Chánh luôn hay sao? Đúng rồi, nhà có nhà ở Bình Chánh. Biên tập của chương trình, ở đây thì có chị Anh Trần cũng là biên tập nữa nè. Bây giờ trước đầu tiên thì anh giới thiệu về bản thân anh giùm em ha. Em tên là Nhật Thanh, hiện tại là em quê ở. Em tên là Nhật Thanh. Nhật Thanh em... hả? Dạ đúng rồi. Cái gì Nhật Thanh anh? Bùi Nhật Thanh chị. Rồi. Là hiện tại là em quê là ở miền Tây, ở Bến Tre. Hiện tại đang làm ở Bình Dương. Em năm nay là sinh năm 91, 33 tuổi. Rồi. Bến Tre ha. Dạ đúng rồi. Còn làm cái gì ở Bình Dương anh? Hiện tại anh đang làm bảo vệ chị. Bảo vệ cho công ty hay bảo vệ cho cái gì? Là bảo vệ cho công ty chị. Lương thu nhập của mình hàng tháng bao nhiêu anh? Lương thu nhập của em là hàng tháng là 10 triệu. Rồi bảo vệ công ty ở trong đó quá trời công nhân rồi sao không tìm hiểu em là đi tham gia chương trình nè? Tại vì em mới vô cái em mới vô đây làm thôi. Rồi nói về xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Thì nói tóm lại là em thì thích vui vẻ, hòa đồng, hòa nhã với mọi người và nói chuyện vui với mọi người thôi. Và điểm mạnh của em á, dụ như nói tóm lại là làm những cái điều gì mình thích. Có sở trường gì không? Dạ. Có sở trường gì không? Nhiệm kỳ sở trường của em nhiệm kỳ hả, lại thiết kế không? Hả? Thiết kế. Thiết kế gì anh? Nói tóm lại là thiết kế ảnh và thiết kế video này kia đâu chị. Chỉnh sửa ảnh đồ này kia đúng không? Dạ đúng rồi. Cái đồ họa đồ hả? Dạ đúng rồi. Rồi ca hát gì được không anh? Tại vì em cũng có thời gian đi hát chị. Đi hát gì? Đi hát ở tiệm hả? Ở đâu? Dạ hát ở tiệc live show này kia đâu chị. Đâu hát một hai câu tặng chương trình với lại thể hiện tài năng của mình đi. Trời mấy bữa rồi em ho muốn chết luôn vậy. Vậy ho hát một hai câu thôi, câu tủ mình. Tại vì giờ hiện tại ho muốn chết luôn, giờ em hát cái cũng không được. Ví dụ như bây giờ vừa hát lên tay qua kiểu vậy nó ho ngứa cổ, ho cái mất cầm mất hứng nữa. Trời đất ơi, có gì đâu mất hứng. Nhưng mà em ngưng đi nhắc này là tầm khoảng là 4-5 năm rồi. Rồi thôi, bữa khác thì nếu mình có một hai của chương trình thì hát ha. Dạ. Rồi tình trường của mình như thế nào rồi? Dạ hiện tại tình trường của em thì chị vừa mới chia tay nay cùng khoảng là 4 tháng rồi. Quen bao lâu chia tay? Quen được 1 năm. Lý do vì sao hai bạn chia tay? Tại vì không hợp với chị. Biết là không hợp rồi, nhưng mà không hợp ở điểm nào? Để mình còn biết là mình còn tránh cái trường hợp mà làm ai cho bạn như vậy ha. Tại vì khi mà hai bên dụ như hả là mình nói dụ người đối phương người ta không hiểu, người ta cứ cãi tới rồi. Bất cứ dụ như hả là đối phương nhiều khi làm mà cái công việc đó dụ như mình thấy mình chỉ là góp ý thì xoay qua người ta có cái thái độ là cào nháo này kia đó. Rồi cảm thấy thời gian nó vậy thấy cái không hợp cho nên chia tay. Rồi chỉ có một mối tình đó thôi hả anh? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mẫu người như thế nào nè? Mình muốn mẫu người như thế nào? Đối với em á, là dụ như mẫu người, dụ như không cần đẹp. Hay dụ như xấu đẹp thì cái đó không quan trọng, giàu nghèo cái đó không quan trọng. Chỉ cần là
thấu hiểu, em biết lo lắng, ví dụ như là quan tâm với đối phương, chứ không phải là ví dụ như là đi qua hả rồi thích thì làm, hay là muốn làm gì làm xong rồi mới nói là cái đó là em không thích. Ừ, rồi bây giờ cho xíu về ngoại hình đi, cao thấp mập ốm như thế nào? Đối với em cái đó không quan trọng chị. Quan trọng nhưng mà chương trình cũng cần biết để còn làm mai chứ, chờ chương trình không biết rồi biết làm mai cho anh ai? Tại vì đối với em á, dụ như là cao hay mập là thì cái đó cũng là một cái dáng bên ngoài thôi. Cao bao nhiêu? Em cao 1m85. Ừ, ví dụ người đó cao 1m50 là cũng vẫn ok đúng không? Dạ đúng rồi. Mập không quan trọng, tôi làm mai 90kg được không? Cái đó mập quá. Thôi đó, thấy chưa? Thì bây giờ mình không, cũng phải vừa, có cái giới hạn của mình. Ví dụ như là thì vừa mình nói vậy cho nó dễ. Ví dụ vừa được rồi, chứ mà 90kg là cái đó là... Vừa là bao nhiêu ký? Tầm khoảng dụ như là 50-60 thì đó bình thường. Thì nói 50-60 chứ cần chi mà nói như vậy. Rồi 1m50, 50-60kg rồi công việc quê quán của người ta như thế nào? Ví dụ như là công việc ổn định, ví dụ quê quán thì không cần nhất thiết. Đi đâu cũng được hết hả? Dạ đúng rồi, em dễ lắm. Còn mình còn yêu cầu gì nữa không Thanh ơi? Em thì chỉ đơn giản vậy thôi chị. Rồi ok, thì đây chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu như mà được lọt vào vòng 2 của chương trình thì sẽ có biên tập để gọi lại nói chuyện nhiều hơn ha. Dạ 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 ok chị. Rồi chào, chào Thanh. Dạ, dạ. Bạn ha, mình là Uyên, biên tập dạ. của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì bữa nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình. Thì mời bạn giới thiệu về bản thân mình ha. Dạ, dạ em tên là Võ Minh Đức ạ. Em sinh năm 98 và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em làm việc trong ngành công nghệ thông tin ạ. Em làm gì, IT hả? Dạ IT ạ. Ừ. Dạ đến với chương trình thì em cũng hy vọng có một cái cơ hội được gặp gỡ, được share duyên với một bạn trên chương trình, cũng xem như là có duyên phận ạ. Dạ. Ừ. Ủa, IT thì 98 nữa còn trẻ quá trời luôn. Sao mà em không tìm ở bên ngoài mà em đến với chương trình? Dạ, thì hiện tại thì thời gian em đa phần là ở trong trong phòng làm nhiều quá chị. Làm việc trên máy tính á, nên là cũng không có thời gian gặp gỡ bên ngoài, cũng như là em cũng hơi hướng nội. Dạ. Ừ. Thì bây giờ thì điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, về điểm mạnh thì em khéo tay, em có thể nấu ăn pha nước được, em nấu cũng khá là nhiều món ạ. Cũng như là về pha chế thì em có thể pha được các loại trà sữa, trà, trái cây. Về điểm yếu thì là em khá gần. Thứ hai là lúc thì là khá bất chuyện ạ. Ừ. Dạ. Rồi về tình trường của mình như thế nào? Ngày xưa giờ em nói em ở trong phòng ít tiếp xúc này kia thì tình trường nhiều không? Dạ không ạ, tình trường thì là em có hai mối tình, một mối tình từ lúc sinh viên và một mối tình từ sau khi ra trường ạ. Em quen bao lâu, lý do vì sao em chia tay hai mối tình đó? À dạ, thì mối tình ban đầu là lúc sinh viên thì là quen được một năm ạ. Chia tay thì cũng như thời sinh viên rồi, ai cũng như ai là cũng không hợp nhau. Còn khi ra trường mình cũng quen một bạn cũng được 2 năm, nhưng mà cũng mới ra trường nên là cũng chưa được đi đến đâu ạ. Ừ. Nhưng mà cái mà tụi em mâu thuẫn để dẫn đến chia tay là cái gì? Có nghĩa là em nghĩ là chắc là về mặt tính cách thì sẽ không hợp nhau. Không hợp ở đây là có thể là về mặt đi làm thì chắc là có những suy nghĩ về công việc thì mình sẽ không giống bạn đó. Thì em đến với chương trình em cũng hy vọng tìm được một bạn có thể... Rồi mẫu người em mong muốn thì sao? Bạn có ngoại hình như thế nào, độ tuổi như thế nào và họ tính cách như thế nào để phù hợp với em? Dạ về ngoại hình thì em thích mặt kiểu mặt baby, mặt tròn chị, nên là các nó kiểu baby mặt tròn, kiểu phù hợp cũng tê xíu. Thì em nghĩ là thứ nhất là phải có khả năng nấu ăn, nấu nướng đó chị. Cái nấu nướng thì cũng có thể là cùng bạn đó nấu nướng vào cuối tuần chẳng hạn.
Về độ tuổi thì em sinh năm 98, em cũng coi cung coi mệnh rồi. Em nghĩ là độ tuổi là từ 99, 2000 với 2000, 2K1, 2K2 là hợp. Ngàn tuổi em được không? Dạ được ạ, nó không có bị xung tuổi. Dạ. Rồi 98 trở xuống ha. Dạ. Lớn hơn 1-2 tuổi thì được không? Dạ được ạ. Được không? Dạ đó, giờ có quen ai lớn hơn chưa? Cả giờ thì chưa có quen ai lớn hơn ạ. Rồi, về em là cao mét mấy đó? Em cỡ mét 73, 74. Thì bạn gái cỡ mét 6 rồi ha. Dạ, cỡ mét 6 rồi, dưới mét 6 cũng hơi nhỏ. Công việc thì như thế nào, quê quán của bạn ra làm sao? Ví dụ bạn có đạo được không? Dạ. Ví dụ bạn có đạo được không? Về đạo thì cũng được, nếu mà đạo Phật thì sẽ tốt hơn là những đạo khác ạ. Còn quê quán thì em ở Quy Nhơn, ở miền Trung, gần miền Nam, nên là em nghĩ là ở miền Trung với miền Nam. Em nhưng mà em đang ở làm việc ở đâu? Dạ ở Sài Gòn ạ. Quê em là ở Quy Nhơn. Giờ em đang ở Sài Gòn thì ba mẹ em cũng ở ngoài Quy Nhơn hả? Ba mẹ thì ở ngoài Quy Nhơn ạ. Vậy là em ở Sài Gòn với ai? Dạ em ở Sài Gòn với họ hàng. Vậy là bạn gái từ Quy Nhơn đổ vào miền Nam là được ha? Dạ, đổ vào Sài Gòn là được ha? Dạ. Rồi thì ở mà em có ngoài cái IT của em thì em có tài lẻ gì không, hát hò này kia được không? Thì em có tài lẻ, em nấu ăn khéo này, em biết pha chế này. Thì coi em biết pha chế đúng không? Bữa đó đem theo cái đồ lắc lắc của bartender vô biểu diễn cho bạn gái nha. Dạ cũng được ạ. Ok. Rồi, thì ở đây chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình thôi. Rồi thì sẽ có vòng sau là em sẽ ngồi lại nói chuyện với biên tập nhiều hơn nữa, để tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa ha. Thì giờ lúc đó thì chị cũng sẽ dặn dò em nhiều thứ hơn nữa. Rồi ha, ha Đức ha. Đây chỉ buổi đầu tiên thôi. Rồi cảm ơn em. Dạ em chào chị, em cảm ơn mọi người ạ. Dạ chào mọi người. Chào em. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều. Rồi thoát rồi.